Minh Huấn xin chào anh chị đang có mặt trong kênh YouTube của HBK ngày hôm nay. Một câu hỏi rất là khó trả lời của một khách hàng của Minh Huấn, đó chính là: Huấn ơi, bây giờ anh không biết là anh là một người rất thích công nghệ, thì không biết là nên mua Altis phiên bản V hay là Camry phiên bản 2.0G. Đó, một câu hỏi rất là hay, cực kỳ hay. Cho nên Huấn đã làm một cái video ngày hôm nay để cùng chia sẻ với anh chị và chúng ta cùng nhau trả lời cái câu hỏi này cho Minh Huấn nhé. Và anh chị có cái câu hỏi, câu trả lời thì hãy comment phía bên dưới được biết. Đầu tiên thì trước khi đi phân tích câu hỏi đó thì chúng ta phải chia sẻ với nhau đã. Hai chiếc xe này có mức giá chênh nhau khá là lớn. Đây là phiên bản 2.0G Camry sản xuất năm 2021, giá niêm yết là 1.070.000 và được giảm giá còn 1 tỷ đồng thôi, 1 tỷ đồng anh chị nhé. Và đây là đây là Altis phiên bản V, giá là 765 và giá sau giảm là 740 triệu. Hai chiếc xe này đang chênh nhau là 260 triệu đồng. Vâng, 260 triệu đồng là số tiền rất lớn rồi. Thì bây giờ không biết mua phiên bản nào cả, nhưng mà khách lại thích cái công nghệ cơ. Thì để mà nói thì hai chiếc xe này, để mà đi sướng hơn, lái sướng hơn, đầm chắc hơn, sang hơn thì chắc chắn là Camry rồi, đúng không anh chị? Nếu mà Huấn thì để mà lựa chọn cái phương án mà đi đầm chắc, sang trọng, lịch sự hơn thì Huấn sẽ chọn Camry. Nhưng mà câu hỏi này nó lại có vấn đề một chút, đó chính là thích cái sự công nghệ thôi. Công nghệ là gì? Là những cái tính năng an toàn được trang bị mới nhất, hiện đại nhất. Thì đây, Huấn sẽ hướng tới anh chị chiếc xe Altis phiên bản V. Đấy là Huấn đang giải đáp cho khách hàng. Tại vì sao ạ? Với phiên bản V này, Altis này, giá bán sau giảm là 740 triệu nhưng chúng ta sở hữu được những gì ạ? Đầu tiên là chúng ta sở hữu được hệ thống an toàn Safety Sense, bao gồm cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm và Adaptive Cruise Control mà trên chiếc xe 2.0G này không được trang bị. Thế hệ 2.0Q, 2.5Q, 2.5 Hybrid mới được trang bị những cái tính năng cao cấp đó như trên phiên bản Altis V này. Cái điểm thứ hai đó chính là về cái phần thân xe. Thì ở đây, đó, trên phiên bản Altis V được trang bị là la răng 17 inch, phay xước, lốp của Michelin. Đây, 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 còn sang đàn anh nhá. Hơn 1 tỷ, la răng 16 inch, lốp của Bridgestone. Anh chị thấy sự khác biệt chưa ạ? Đấy là những cái trang bị cao cấp trên chiếc xe Altis có mà trên Camry không có. Và bây giờ Huấn sẽ mời anh chị đi ra phía sau xe để chúng ta cân đối một chút nữa. Ở đây, ở phía sau xe thì nói về đẹp thì hai chiếc xe này đẹp như nhau thôi. Đều có trang bị đèn LED, mông, hai chiếc xe này đều rất đẹp. Với phiên bản 1.8 V này đều có 4 cảm biến ở phía sau. Và phiên bản Camry này cũng vậy, đều có 4 cảm biến ở phía sau hết. Và bây giờ đi vào trong xe để Huấn chia sẻ với anh chị những cái điểm mà trên chiếc xe bản V này hay hơn. Đây ạ, với phiên bản 1.8 V thì của xe Altis thì chúng ta sẽ có ghế là ghế chỉ điện 10 hướng. Đó. Chúng ta vẫn có điều hòa tự động hai vùng độc lập. Vẫn có phanh tay điện tử Auto Hold. Hộp số đều là hộp số vô cấp CVT thì đều giống nhau. Thì thật sự mà nói thì nếu mà ngồi ở phía trong của phiên bản Altis này á thì để mà nói cái sự sang trọng nó không có được như trên Camry, nhưng mà nó lại cho chúng ta được một cái sự với một giá tiền là 740 triệu thì chúng ta vẫn có được những cái chất liệu da, nó thiết kế đẹp, màn hình dựng đứng. Và màn hình này là cái công nghệ mà trên chiếc xe Altis có được trang bị này, đó là màn hình to bản kết hợp Apple CarPlay Android Auto, có kết nối không dây. Còn sang bên màn hình của chiếc xe Camry á thì nó là màn hình bé thôi. Và nhìn nó buồn cười lắm anh chị, một lát nữa Huấn sẽ lia qua cho chị xem. Đấy là những cái điều mà Huấn chia sẻ trong video ngày hôm nay với anh chị. Vậy là nếu mà trên hai chiếc xe này, chúng ta có thể thấy được là với chiếc xe Altis này, nó trang bị hoàn toàn hơn, nhiều công nghệ hơn rất là nhiều so với chiếc xe Camry 2.0G. Và nếu Minh Huấn thì Huấn sẽ dùng cái số tiền 740 triệu đấy để mua chiếc xe Altis này. Còn anh chị như nào thì hãy comment phía bên dưới để Huấn được biết nhé. Đó. Bước sang một chút đi, xem cái Camry này một chút nhé. Đây. Đó. Đây, anh chị thấy chưa? Màn hình này 7 inch thôi, không có kết nối không dây, nó lọt thỏm ở phía bên trong này. Nhìn nó khá là buồn cười. Và màn hình tắp lô phía trong ấy cũng chưa phải là màn hình LED. Còn trên Altis là màn hình full LED rồi.
Đấy là những cái điểm mà nó khác biệt giữa hai chiếc xe này. Đấy là ý kiến của Minh Huấn khi chia sẻ video này để trả lời câu hỏi của khách hàng. Còn nếu anh chị hãy lựa chọn phiên bản nào thì hãy comment phía bên dưới nhé. Và đặc biệt là nếu anh chị mua Altis hiện tại giá rất tốt, giảm lên tới 25 triệu tiền mặt, tặng rất nhiều phụ kiện kèm theo. Còn Camry Huấn đã giảm cho anh chị lên tới là 70 triệu rồi và tặng phụ kiện kèm theo nữa. Hãy gọi hotline 0394046064 để HBK được tư vấn chi tiết cho anh chị. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong video lần sau ạ. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.